Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3, sáng nay ngày 25 tháng 5, Quốc hội khóa 15 thảo luận ở tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, việc tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 42 ngày 21 tháng 6 năm 2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của nghị quyết số 42. Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng thảo luận tại tổ 3 cùng các tỉnh Bắc Cạn, Bình Thuận và Tây Ninh. Thảo luận tại các tổ, các ý kiến đại biểu Quốc hội nhận định, bên cạnh kết quả đạt được, 5 trên 12 chỉ tiêu kinh tế xã hội quan trọng không đạt mục tiêu, phản ánh chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Việt Nam cần có chính sách mở cửa nhất quán để không bỏ lỡ cơ hội và cần các giải pháp đột phá hơn để phục hồi mạnh mẽ, bắt nhịp tăng trưởng. Nhiều đại biểu cho rằng, chính phủ cần có các giải pháp mang tính đột phá để giải quyết việc chậm giải ngân đầu tư công. Nhiều ý kiến đại biểu cũng bày tỏ lo ngại trước thực tế giá xăng kéo theo giá một số mặt hàng thiết yếu tăng theo. Mới cách đây 3 ngày thì tăng lên tiếp như vậy, vượt cái ngưỡng 30.000 trên một lít xăng. Thì và bên cạnh đó thì kéo theo là giá thép nguyên vật liệu và những cái mặt hàng mà có thể thúc đẩy trong cái việc đầu tư cũng là tăng, cũng đã có xu hướng tăng và đã tăng như vậy, nó sẽ kìm hãm cho cái việc mà triển khai đầu tư các công trình dự án và có thể dẫn đến đội vốn trong cái việc đầu tư và không đội vốn thì cũng kéo dài làm trì trệ cái chuyện mà thực hiện các cái dự án đầu tư trong cái thời gian tới. Thảo luận về các vấn đề xã hội, một số ý kiến đại biểu đề nghị cần triển khai kịp thời các chính sách về chương trình mục tiêu giảm nghèo. Tổ chức triển khai kịp thời cái chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các cái chính sách xã hội liên quan cho người nghèo, người cận nghèo. Mà một vấn đề nữa ấy, là cần phải sớm thực hiện điều chỉnh chính sách đối với hộ nghèo không còn khả năng lao động và cái hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo, mà hiện nay là ước còn khoảng chừng 2%, sang cái chính sách bảo trợ xã hội theo cái kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 tại cái phiên họp thứ 58. Liên quan đến vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, đại biểu Trần Đình Chung đề nghị cần có giải pháp quyết liệt và căn cơ hơn trước tình trạng tội phạm và tệ nạn ma túy gia tăng. Qua công tác điều tra xét xử thì chúng thấy mặc dù chế tài chúng ta đã có nhưng mà tôi thấy là chưa đủ mạnh. Đề nghị là đánh giá sâu hơn về công tác điều tra xét xử các cái vụ án ma túy lớn để làm rõ hơn cái việc mà chúng ta chấp hành, các cái đơn vị liên quan có chấp hành nghiêm cái quy định không, và đặc biệt là nhấn mạnh sâu về cái chế tài trong cái việc xử lý các đối tượng liên quan đến cái ma túy. Cho ý kiến về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, các đại biểu đề nghị chính phủ chỉ đạo rà soát ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung, hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai, ngân sách nhà nước, đầu tư công, quản lý và sử dụng tài sản công, cổ phần hóa, quản lý hoạt động thương mại điện tử, đấu thầu, kinh doanh bất động sản, chứng khoán, khoáng sản, tài nguyên nước, rừng. Kể cả trong báo cáo, các đồng chí đều cũng thấy rất rõ là không bao giờ quy được trách nhiệm cho ai về việc gây ra các cái lãng phí về quản lý tài sản công, đặc biệt là trong cái lĩnh vực đất đai. Nên là tôi đề nghị là trong cái phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, mà nhất là trong năm nay, là Quốc hội chúng ta sẽ hoàn thành cái việc giám sát cái chuyên đề về thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, thì chúng ta cần phải có những cái quan điểm và những cái giải pháp rất là cụ thể để cho chính phủ và chính quyền các cấp trong cái việc thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, và nhất là trong cái việc chống lãng phí trong cái việc sử dụng và quản lý tài sản công, mà tôi đề nghị là tập trung vào hai cái đối tượng, đó là đất và đất đai và nhà công sản. Đa số ý kiến đại biểu Quốc hội thống nhất với đề xuất của chính phủ kéo dài thời hạn áp dụng của nghị quyết số 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Tôi đồng ý cái việc là sẽ kéo dài, nhưng với hai cái giải pháp. Một là chúng ta phải sửa đổi một số các cái nội dung mà qua tổng kết thấy nó không phù hợp, và bổ sung những cái nội dung mà nó cần phải được điều chỉnh cho nó phù hợp vào trong thực tiễn hiện nay, hoặc là chúng ta sẽ ban hành một nghị quyết mới. Và phương án thứ ba là yêu cầu chính phủ đề xuất cái việc xây dựng
các cái cơ chế về các cái cách thức giải quyết theo đúng tinh thần nghị quyết 42. Trong phiên họp tổ sáng nay, các đại biểu Quốc hội cho ý kiến về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020.